Kính chào quý vị và bà con ngư dân. Mở đầu bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ là tin về cơn bão số 8. Hiện bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng 5 km và sẽ có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 22,5 độ phía Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 115 km h và giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,1 độ phía Bắc, 116 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km h giật cấp 11. Như vậy là với quỹ đạo di chuyển của cơn bão thì chỉ có vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông mới nguy hiểm với gió mạnh cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9 cấp 11 giật cấp 13, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền không nên di chuyển về phía vùng biển này để đảm bảo an toàn. Đối với các vùng biển ven bờ nước ta thì ngoại trừ khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau duy trì gió cấp 5 giật trên cấp 5 thì còn lại đều chỉ có gió thổi nhẹ. Thời tiết nhìn chung là cũng sẽ không biến động quá nhiều. Các vùng biển phía Nam thì vẫn có mưa rông xảy ra về chiều tối. Và sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Thưa bà con, từ nay đến ngày 5 tháng 9, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Nam đến Tây Nam khoảng cấp 3, cấp 4, biển êm. Thời tiết trong ngày sẽ có mây thay đổi và trời nắng, mưa rào và rông chỉ xuất hiện bất chợt ở vài nơi với lượng không nhiều, nên sẽ thuận lợi cho việc xa khơi của bà con cũng như là các hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ tại các bờ biển như là Trà Cổ, Cát Bà hay Đồ Sơn. Cùng chung xu thế thời tiết với vùng biển phía Bắc thì trong 3 ngày tới, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió nam đến tây nam ở mức cấp 3 cấp 4, độ cao sóng là khoảng 0,5 đến 1,5 m, trời ít mưa và có nắng với tầm nhìn xa thông thoáng nên ủng hộ cho các tàu thuyền lưu thông. Đối với vùng biển dọc các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Thời tiết và sóng gió vẫn ổn định, những cơn mưa rào và rông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và ban ngày thì trời nắng giáo. Gió thổi yếu, sóng thấp dưới 1,5m. Chính vì vậy mà bà con ngư dân có thể yên tâm tiến hành hoạt động ra khơi đánh bắt xa bờ trong 3 ngày tới lui xuống vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong những ngày đầu tháng 9, thì tại đây gió Tây Nam vẫn thổi đều với cường độ trung bình là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng duy trì ở mức 1 đến 2 m biển êm. Ngoài ra, thì thời tiết được nhận định là chỉ có mưa rào và rông vài nơi, nghĩ gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Ban ngày thì trời nắng và tầm nhìn xa trên 10 km. So với các vùng biển khác của nước ta, thì vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, có gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn và dự báo trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới, cường độ gió sẽ đạt cấp 5 và có lúc giật trên cấp 5. Sóng biển vì thế sẽ có độ cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển hơi động. Mưa rào và sông vẫn xảy ra giải rác tập trung vào chiều tối. Bà con ngư dân cần phải đề phòng gió giật mạnh kèm theo trong cơn rông. Chuyển sang vùng biển phía tây khu vực từ cà mau đến kiên giang bao gồm đảo phú quốc, tổ chu trong khoảng 3 ngày tới thì gió tiếp tục tịnh hành theo hướng tây nam với cường độ không mạnh nên nhìn chung là ủng hộ cho các chuyến tàu ra đảo. Tuy nhiên thì du khách cần lưu ý với những cơn mưa rào và rông xuất hiện rải rác vào chiều tối do hoạt động của gió mùa tây nam gây ra. Còn tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì gió Tây Nam khoảng cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng không quá 1,5 m Ban ngày trời có nắng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên thì về chiều tối, mưa rông sẽ xảy ra rải rác, cần đề phòng lúc xoáy và gió giật mạnh kèm theo trong cơn rông. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu bão số 8 nên trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông và nhất là vùng biển phía Đông Bắc sẽ rất nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền và nơi đây sẽ có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, vùng cần tâm bão đi qua là cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh cùng những cơn sóng có thể dâng cao lên đến 4 mét. Khả năng sang đến ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 9, khi bão đổ bộ vào đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, thì tình trạng mưa rông và sóng gió trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ giảm dần về cường độ. Nằm ở rìa xa phía Nam của cơn bão nên trong 3 ngày tới, khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ phía Bắc sẽ có gió Tây Nam ở mức cấp 4 và cấp 5. Lưu ý là sự xuất hiện của mưa rông khiến cho tầm nhìn giảm thấp, cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông. Và cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam, quần đảo Trường Sa, huyền chân sông thử Tây. Gió Tây Nam cũng hoạt động với cường độ trung bình. Tuy nhiên, thì trong mưa rông có thể xuất hiện gió giật mạnh tới cấp 6 và sẽ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt.